sinh vật ra vào, và nó đa số là nó sẽ sống ở ngoài môi trường nha các em, chỉ không biết là nó sống ký sinh ở trong cơ thể của người. Thì dựa vào hình dạng và giới tính thì người ta chia làm hai loại chính là dung thành nóng và sáng. Sáng thì có hai loại, sáng lá và sáng giải. Vừa thấy cái hình giống như chiếc lá như thế này, giống như lá thôi. Còn đây là sáng lá nè, còn sáng giải là giống như là sợi phở vậy đó, giống như dài dài thôi. Cái này rớt một cái chữ này dễ sợ. Hay là ăn luôn con này. Và sáng giải á, cái gì nó cũng chết này không, ta sẽ bệnh này nha. Cơ bản thôi, con dung thì nóng á, thì mình thấy à, cái thân của nó sẽ tròn ha, tròn và dài đối xứng hai bên. Đây thực tế là nó giống như thế này. Biết đây là con gì không? Dung gì? Dung đũa. Dung đũa. Dung đũa nó giống như chiếc đũa vậy đó. Nó to to mà nó dài cỡ chiếc đũa, ta gọi là dung đũa. Cái đầu của nó sẽ nhỏ lắm nè, cái phần đuôi của nó sẽ nhỏ. Cái gì? Nghĩa là mình phân biệt cái đầu với cái đuôi của con dung. Rồi, một tí quá, thấp quá. Và phần đầu của nó có miệng, và trong miệng đây nó có móc, có răng, có gai, tùy con. Mục đích là để bám vào cái thành ruột, và những cái nơi mà nó ký sinh đó, nó hút máu, hút chất dinh dưỡng. Rồi bên ngoài của nó sẽ có một cái vỏ nilanin, và dưới là một lớp biểu mô, một lớp cơ dọc. Ống tiêu hóa của nó thì nó đơn giản thôi, nó chạy một ống, nó có một ống từ đầu tới hồng môn tới đuôi luôn. Và trong cái con dung này nó sẽ không có hệ tuần hoàn. Đây là một số con dung nè, kiểu như to to, thế này là dung đũa. Đây là dung đũa tóc, dung sợi tóc. Đây là dung kim. Đa số cái con dung nó sẽ sống ở trong ống tiêu hóa của con người. Ví dụ như là ở trong ruột nè, hay là trong ống mật chủ đó. Rồi một số nó sẽ sống ở những cái vị trí khác như là gan, phổi hay là cơ. Bình thường nó sống trong ruột, nhưng mà một số con á nó sẽ đi ra vị trí khác để nó ký sinh, thì người ta gọi là hiện tượng lạc chỗ. Lạc chỗ nhá. Ví dụ như con sáng giải heo đi, bình thường nó sẽ sống ở trong ruột non của người, nhưng mà một số trường hợp nó sẽ vào cơ hay là vào não, vào mắt rồi đó, nó sẽ ký sinh đó dưới dạng là dưới dạng là ấu trùng, người ta gọi là lạc chỗ. Dung thì đa số nó là đơn tính ha, và nó có phân định của con cái riêng. Còn sáng thì ở trên cơ thể của nó có cả đôi sinh dục lực và cái tự nó có thể sinh sản được luôn. Thậm chí trên một đốt sáng mình thấy á, cái con sáng giải nó dài giống như thế này, nhưng mà nó cấu tạo từ nhiều đốt sáng, và mỗi đốt sáng như vậy nó có cả cơ quan sinh dục lực và cái trên đó luôn. Mỗi một đốt sáng chứ không phải là một con. Thì nhiệm vụ của các em là thuộc được cái tên khoa học của một số con, số con mình học sau đây. Phân biệt được hình thể của con trưởng thành nè, trứng và ấu trùng. Thì khi đi thi mình phải ghi đầy đủ được. Ví dụ như thầy đưa cái này ra thì mình sẽ trả lời là gì, cái này là gì? Con trưởng thành, đây là dung đũa trưởng thành. Và Victor Kong ra Ascaris lumbricoides. Chấm chưa? Chính tả chưa? Có mấy con ạ? Có mấy con rồi? Nhớ xong cái tờ của học ở trong cuốn này không? Nhớ gì á? Nhớ cũng giỏi. Con đầu tiên là dung đũa. Đây. Dung đũa nè. Đây mình học cái cuốn đũa. Đơn học của nó là Ascaris lumbricoides. Rồi. Và giai đoạn lây nhiễm của nó là trứng, và nó phải có ấu trùng ở bên trong nó mới lây nhiễm. Tại vì con đũa trong đây nó sẽ có trứng không thụ tinh, và trứng không thụ tinh thì nó sẽ không có lây nhiễm được.
khi nó vào cơ thể đây nó sẽ xuống ruột non và nó sống ở đó. Còn các em thấy này, nó sẽ vào ruột non nó sống ở đó nè. Và mình sẽ bị nhiễm cái con dung đỏ khi mình nuốt phải trứng mà chưa ấu trùng, có thể là nó nằm ở trong thức uống hay là đồ ăn. Khi mình bị nhiễm con này, mình muốn chẩn đoán nó thì có thể là chúng ta sẽ lấy phân và đưa lên kính hiển vi để kiểm chứng. Một tí các em sẽ xem trứng kính hiển vi nhé. Và một số trường hợp thì thứ mà nó đây, nãy nó 40 x 40 đúng không? Còn này là 45 x 90.
trong này nó sẽ không có những cái phôi bào mà nó chứa những cái hạt, đây là những cái hạt to nhỏ không đều và nó rất là chín quen, tức là nó sáng á, đưa cái phân biệt mình sẽ thấy nó sáng. Đây là một số hình dạng của trứng chim của không thụ tinh. Khi đi thi, ví dụ như mình thấy cái này đi thì mình sẽ trả lời như thế nào các em? Trứng chim của không thụ tinh. Gì nữa? Ascaris lumbricoides ha, chúng ta có học ra. Đây một số dạng của nó nè, nó có thể nó hơi vuông vuông cái đầu như thế này, hoặc là nó co tròn đầu như thế này, vuông vuông như thế này, hoặc là cũng có hình dạng giống như thế này, hoặc là giống như thế này cũng được. Đây, nó có nhiều hình dạng. Thì ở trên nam có thể là mình thấy được mấy hình dạng, có thể là thấy được này, thấy được cái này. Một số trứng con dung đỏ nó sẽ bị mất cái lớp albumin bên ngoài. Cái gì như ở đây là trứng thụ tinh, mình thấy cái lớp albumin cho xì vậy ha. Và bên đây nó mất lớp này. Còn cái lớp chitin ở trong không? Mất cái lớp albumin. Tương tự như vậy, trứng con thụ tinh nè, lớp albumin bên này qua đây, mất cái lớp đó luôn nhé. Đây có con ấu trùng bên trong. Dung kim thì nó có tên khoa học là Anterobius vermicularis. Thì ở đây các thầy cô không có cái làm trứng dung kim cho các em xem, cũng như là các em mình học có thể là trắc nghiệm hay gì thôi, thì có thể là ra chúng tôi trắc nghiệm. Còn trên thực tế thì mình không xem cái trứng dung kim. Và giai đoạn của nó là trứng có dung kim thì khi đẻ ra cái trứng nó đã có phôi bên trong rồi và nó sẽ sống ở manh tràng. Phương thức thay nhiễm của chúng ta là mình sẽ nuốt phải trứng hoặc là tự nhiễm, là con dung cái nó sống ở manh tràng, buổi tối nó sẽ bò ra ngoài hormone môn á, nó dùng môi nó cắn lên cái hormone môn, nó bắt chặt nó rồi nó đẻ trứng, đẻ trứng lên hormone môn, và khi nó cắn vô làm cho bệnh nhân bị ngứa khó chịu, còn phải những bệnh nhân trẻ em á khó chịu và bị ngại không ngủ được, không vô cả ngại người và trứng ở đây mình không thể sâu thân mình được trứng, tại vì nó đẻ ở bên ngoài và nên là có một phương pháp để chẩn đoán bệnh nhân kim này, người ta sẽ lấy cái băng keo vào buổi sáng sớm và sẽ dán lên hậu môn của bệnh nhân và đưa lên kính hiển vi để xem có trứng hay không. Cái đó người ta gọi là phương pháp Graham, phương pháp đặc biệt Graham. Còn tự nhiễm là sao? Có thể là cái trứng nó bám vào hậu môn á mà không được vệ sinh kỹ, sau mấy ngày nó có thể là chuyển thành ấu trùng và nó chui ngược ra vô trong và nó nhiễm ha. Đây là hình dạng con dung kim trưởng thành, mình thấy là nó giống như cây kim, nó nhỏ như vậy ha, kích thước nó khoảng 1 cm thôi, từ 9 đến 13 mm là khoảng 1 cm, nhỏ xíu vậy, xíu thôi. Và đối với con cái nhé, đa số này mình thấy mấy con dung á là con cái lúc nào cũng to cũng đực đúng không? Con đực cũng nhỏ hơn con cá, nó khác với người. Đây mấy con dung là nhau đa số vậy. Phân biệt con đực còn con cái thì cũng dựa vào cái đuôi, đuôi con đực cũng cong và đuôi con cái thì thẳng. Đây là trứng dung kim, trứng dung kim thì nó sẽ nhỏ hơn trứng của con dung đũa hồi nãy. Kích thước mà nó dung đũa là như các em 40 x 70, còn cái này thì nó chỉ có 25 x 50 thôi. Và đặc điểm của nó là nó bị lép một bên. Nãy mình thấy cái trứng kia nó đều hai bên thôi, còn cái con này là nó lép một bên. Và bên trong đây nó chứa ống trùng luôn. Vỏ nó cũng mỏng hơn. Đây là một số hình dạng của trứng dung kim. Dung móc thì nó có hai con là dung móc Ancelotoma duodenale và dung mỏ là Necator americanus. Thì các em không cần phải phân biệt hai con này. Khi mà thấy ở đây mình chỉ coi được là trứng dung móc thôi ha, và ấu trùng dung móc. Thì khi mình thấy trứng dung móc, mình trả lời là trứng dung móc Ancelotoma spd trắng, cái này chỉ trắng nha ha, spd đâu.
là được rồi, không cần phải con người hai con này đó nhá. Hoặc là ấu trùng, ấu trùng thì các em phải phân biệt được giai đoạn 1 và giai đoạn 3. Thường người ta sẽ thấy hai giai đoạn 1 và 3, giai đoạn 2 người ta thấy lắm. Và giai đoạn lây nhiễm của nó không phải là trứng nữa mà là ấu trùng giai đoạn 3. Mình biết nó đây sao không? Học liên tiếp rồi đúng không? Dung móc với dung lương là hình thức lây nhiễm nó giống nhau. Chưa đâu? Da đâu? Chưa da đúng rồi. Chưa da đâu các em? Vị trí chừng lây chồng. Mắt. Vết thương. Thì vết thương cũng đúng. Nếu không có vết thương thì đâu? Bệnh dung. Nó chui những cái chỗ da nào mỏng mỏng. À, nhất là những bệnh nhân này á, là những thường những bệnh nhân là nông dân, người ta tiếp xúc với những cái khu vực mà đất nó chứa cái ấu trùng giai đoạn ba này. Ấu trùng giai đoạn ba nó sẽ sống ở ngoài môi trường ha, và khi mình đi chân đất hoặc là sử dụng tay không có găng á thì những con ấu trùng giai đoạn ba này nó sẽ chui vào da, nó lựa những chỗ mà mỏng, ví dụ như kẽ ngón chân hay là kẽ ngón tay, nó chui vào rồi nó đi chui vô các cơ thể, nó vào tĩnh mạch, nó chui vào máu, rồi nó qua gan, qua phổi, cuối cùng nó mới chui xuống ruột non và nó sống ở đó, phát triển thành con trưởng thành và nó đẻ trứng. Đẻ trứng ha, mình sẽ lấy phân mình tìm trứng. Bé lên dạng của con dung móc thì kích thước của nó được cỡ cái con dung kim. Cái con đực thì đuôi nó xòe như thế này, đuôi xòe. Được. Con cái thì đuôi thẳng, cái đuôi thẳng nhé. Hai con mà dung móc và dung mỏ người ta sẽ phân biệt bằng cách là dung móc là cái ba miệng nó bắt hai cặp răng hình móc, đây mình thấy một cặp, đây một cặp nữa. Còn con dung mỏ này Negaton Omeniganus thì nó sẽ có hai cái răng hình bán miệng. Bán miệng là hình gì? Là nửa bằng răng á, hay là nửa hình tròn á, hình bán miệng. Và trứng của nó, trứng của nó đây, mình thấy kích thước thì sao? Bằng với trứng con nào? Trứng con dung đũa ha. Và hình dạng nó cũng giống với trứng con dung đũa luôn, nhưng mà nó không có lớp sụn xì albumin bên ngoài, vỏ của nó cũng rất là mỏng nè, mỏng ha. Và đặc biệt ở bên trong phôi bào của nó, cái kia là một đám nằm gọn vô thôi, còn cái trứng con dung móc nó sẽ phân thủy, mình thấy nó quấn này, nó phân thủy hoặc là một số trường hợp mình khó thấy thì nó giống như thế này, nhìn rõ nó mỏng ha. Có một con ở trong sách giáo khoa cũng có, ở đây thầy các thầy có lan là Pinturis pintura, ghi lại nhé. Dung kim, dung móc kim. Pinturis pintura là con dung gì biết không? Dung kim, dung kim. Dung kim mới học hồi nãy. Androbius vermicularis. Dung tóc ha. Dung tóc. Con này dung tóc. Đây là trứng con dung tóc nè. Trứng dung tóc thì nó giống như là một cái quả cao. Có biết cái quả cao không? Này nó giống quả cao vậy ha. Và ở hai đầu nó có hai cái nút nhầy. Đây. Nó giống như thế này luôn, nó khá là tinh ha. Khi thấy cái này thì mình sẽ trả lời là cái gì các em? Dung tóc. 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 Dung con dung móc và dung lương thì nó có ấu trùng nữa, và chúng ta phải phân biệt được ấu trùng giai đoạn 1 và giai đoạn 3, cũng như là phân biệt được ấu trùng giai đoạn 1 của con dung móc với ấu trùng giai đoạn 1 của con dung lương. Cũng cần phân biệt ấu trùng giai đoạn 3 của con dung móc với ấu trùng giai đoạn 3 của con dung lương. Và phân biệt bằng cách nào? Đầu tiên là mình phân biệt ấu trùng giai đoạn 1 với giai đoạn 3. Thì khi các em xem ở trong cái thiên vi đây nè, lấy mình xem tất cả những cái nam các em xem á, những cái mẫu các em xem ở bậc kính 10 trước để tìm nó. Bậc kính 10 là bậc kính màu gì vậy? Vô
Mà gì các em? Ờ, tôi nói vậy thôi, mà chúc thế nào có người vô lấy sai cầm kính để tìm à. Nhớ nha, màu vàng để tìm thì nó dễ. Tại vì mình thấy được nhiều á, mình khi mình tìm 40 thì rất là lâu. 40 mình sẽ thấy được ít hơn. Khi thấy vật kính 10 rõ mắt mình sẽ chuyển vào vật kính 40 nha. Chuyển vào vật kính 40 để xem cho rõ hơn. Và ấu trùng mà giai đoạn 1 nó sẽ nằm gọn ở trong cái vật kính 40 đó. Nằm gọn. Còn ấu trùng giai đoạn 3 đa số nó sẽ lòi ra, nó không có đủ nằm gọn ở trong đó. Nó có thể là lòi ra, nó dư một khúc. Mình nhớ vậy ha. Và chi tiết ấu trùng giai đoạn 1 của con dung mắt nè, mình thấy nó sẽ có một cái thực quản phình. Chỗ này cái hình này thì hơi khó nhìn, tí có một cái hình rõ hơn thì sẽ chỉ nhá. Và bao miệng của nó sẽ dài. Mình thấy bao miệng là từ chỗ này nè, này từ đây tới đây có một cái đường hẹp đây nè, thấy không, thấy không? Thì tí là tên đang lén tìm cái này nha. Chứ sao không, mình phải phân biệt bao miệng để nhìn vào bao miệng này để phân biệt cái con ấu trùng giai đoạn 1 của dung mốc và dung lương. Tại vì ấu trùng giai đoạn 1 của con dung lương bao miệng của nó rất là ngắn, nó có chỉ một tí chỗ này thôi, còn này nó từ đây tới đây nha. Đuôi của nó thì nhọn và dài. Đuôi thì mình đừng có chú ý lắm đấy, thì nó không to lên này. Cái bao miệng của nó là cái này, cái đường rãnh ở giữa. Cái giai đoạn 3 thì thực quản của nó không hình nữa mà nó hình ống, và nó chiếm khoảng 1/4 chiều dài của thân. Mình thấy không, thực quản là cái này nè, cái đường chính giữa nó từ chỗ này nhá, cái chỗ thắt thắt này thấy không, từ chỗ này xuống đây. Mình thấy nó thực quản nó đóng ra và miệng của nó đóng lại. Hồi nãy cái kia là miệng nó hở đúng không, nó có một cái khe giữa, nó hở ra nó có một cái khe giữa, còn cái này là miệng nó đóng lại luôn. Và đuôi của nó nhọn, biết cái đuôi để giúp mình phân biệt với ấu trùng giai đoạn 3 của con dung lương nha. Ấu trùng giai đoạn 3 của con dung lương thì đuôi nó sẽ nhẹ đôi. Dung lương thì có tên khoa học là Trongylides totalis. Nó cũng giống như là trong dung mốc, cũng là ấu trùng giai đoạn 3 đi qua da, và nó cũng sống ở chỗ ruột non ha. Rồi chúng ta sẽ lấy phân để tìm ấu trùng. Riêng cái con này không tìm trứng nha các em, tại vì trứng khi nó đẻ ra sau vài giờ nó sẽ chuyển sang giai đoạn ấu trùng, nó nở ra con ấu trùng ở trong ruột luôn. Và khi ra phân á thì nó chỉ là ấu trùng thôi, chỉ trừ những trường hợp là bệnh nhân bị tiêu chảy ồ ạt thì nó mới cái trứng nó mới theo phân ra ngoài, chúng ta mới thấy được. Hiếm ha. Có một cái hình thức lây nhiễm khác là tự nhiễm, tức là bệnh nhân khi đó bị táo bón, cái trứng nó nở ra ấu trùng trong ruột non rồi, rồi nó chuyển thành ấu trùng giai đoạn 3 và nó chuyển thành con trưởng thành luôn, đó là tự nhiễm ha. Đây là hình dạng của con dung lương thì nó khá nhỏ ha. Đây là trứng của nó, hiếm thấy. Trứng khi mới được đẻ ra thì nó có ấu trùng ở trong luôn. Đây mình thấy nè, ấu trùng giai đoạn 1 nè, thấy cái thực quản phình không? Cái này nè, cái quả nó giống như một cái quả lê vậy, biết trái lê đúng không? Thì nó giống như thế này nè, mình nhìn thấy cái này là giai đoạn 1. Và mình cái bao miệng nè, nó chỉ ngắn từ đây tới đây, nó hở ra là nó ngắn từ đây tới đây thôi. Phân biệt với ấu trùng giai đoạn 1 của con dung mốc nhé. Đây người ta phóng to lên, mình thấy cái thực quản của nó nè, thực quản phình nè, nó giống cái hình quả lê nè. Cái này được thấy cái thắt nhỏ nhỏ đó, tới đây nó phình ra. Bao miệng của nó là cái này nè, từ đây tới đây thôi nè. Đến giai đoạn 3 thì mình sẽ thấy là thực quản nó sẽ chuyển
thành dạng ống và thường nó chiếm khoảng 1/2 chiều dài thân, trong khi cái con ống trong giai đoạn 3 trong móc là chiếm khoảng 1/4 nhé, là nó ngắn hơn. Còn cái này là nó chiếm 1/2 từ đây tới đây, có thể là từ 1/2 tới 1/3 từ đây tới đây, đúng không? Và cái đuôi của nó đây mình thấy khi mà phóng to lên, bình thường mình nhìn đây cũng khó thấy, có thể là các em thấy cái đuôi nó hơi cầu cầu hơn, và mình tưởng tượng là nó không gian ba chiều ha. Ví dụ như nó, cái đuôi của nó chẻ đôi giống như thế này, khi mình nhìn vô trong cái thông viên mình thấy là có hai chiều à. Nếu mà nó lập được lên giống như thế này thì mình thấy hai cái đuôi chẻ của nó gặp lại giống như thế này, nhìn từ trên xuống thì có thể là nó không có rõ lắm, thì cái đó mình phải nhìn vào cái thực quản này. Rồi khi mình nhìn trên kính á thì cái đuôi này nó hơi cầu cầu tí. Đây đuôi chẻ đôi là giống như thế này thôi, chứ không phải là nó chẻ rất là nhỏ để mình đừng thấy rõ được. Đây giai đoạn 1 với giai đoạn 3 thì dựa vào kích thước thực quản. Đây là phân biệt cái gì dựa vào quan niệm với các em. Ấu trùng giai đoạn mấy? Phân biệt ấu trùng dung móc và ấu trùng dung lương giai đoạn 1 nhé. Thì bên nào là dung móc, bên nào là dung lương? Đó là gì? Ấu trùng dung móc á, Anseloptoma spv. Kia là ấu trùng giai đoạn 1, dung lương. Strongyloides, Strongyloides. Rồi phân biệt ống trùng giai đoạn 3 của dung móc và dung lương thì dựa vào cái đuôi nè, chủ yếu vào cái đuôi và cái thực quản của nó. Dung móc là chiếm 1/4, cái này chiếm 1/2. Cái bên đây là ống trùng giai đoạn mấy? Giai đoạn mấy là các em? Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 có con dung gì? Sao mình biết? Thì đau hay thương đau đuôi gì? Rồi bên đây đuôi thực quản của nó. Thực quản của con này mình thấy nó từ đây tới đây, nó khoảng 1/2 ha. Còn con này chỉ từ đây tới đây khoảng 1/4. Cái này có thể hơi dài đi. Là bạn tắt cái này có đồng.